niên hôm bữa đó hả? Ừ. Gò. Này mẹ lột da nó ra hết rồi nè. À, mẹ lột sạch bóng luôn hả? Chắc được mới rồi, còn mới rồi để mai phơi nắng nữa. Dạ. Cái này lại nằm ở dưới đất nè. Nó phải phơi lại. Dạ. Nó còn hơi ướt, nó hơi ẩm. Dạ, có trái rồi nè mẹ. Vậy hả mẹ? Ổn quá vậy? Bắt chín ăn cắt không bắt, không ăn sao cắt bỏ? Con bắt chín trồng rau nhút mà bắt chín nói rau nhút này không phải rau nhút của mình ăn. Dạ. Rau nhút chứ không rau nhút rừng hay gì á. Con thấy ở trên đường 19 tháng 5 nhiều lắm. Cái con tưởng ăn được nó sao người ta không cắt ăn để quá trời vậy. Dạ. Dạ. Xin bắt chín ít bụi ngò nữa ha mẹ. Bữa mất. Con nhớ mẹ có xin rồi mà. Vậy cái bữa quên. Có trồng đâu chứ quên. Chứ kia trơn à. Giờ xin cái khác sẵn là xin cái khác luôn. Cái này cũng dễ trồng lắm nè. Lá quá chừng luôn. Ồ, có trái mướp thôi à. Mướp. Trái mướp cái vàng à. Cái nó lấy cái bờ cái lá làm bộ cái vàng này mẹ. Cái bó lại à. Bó lên. Chọc cho nó bò ra mình mong. Hồi trưa mày hái lá nó xài hả mẹ? Nó xài cũng kiếm vàng bò xuống. Dạ. Mùa này kiếm vàng quá trời luôn. Ô lá nghệ tốt quá. Đậm nghệ ăn thơm lắm luôn mẹ. Ăn bánh xèo là thôi hết nói luôn. Qua tàn sát nhà bác chính nè. Bứt luôn. Sao không có cái này ăn mới ngon nè. Cái lỗi hả mẹ? À dạ đúng rồi, cái lỗi của nó. Cái đọt á. Cái đọt non. Cái đọt non á. Cái lá nghệ này con biết sao con biết ăn không? Hồi đó nhà Út Mộng á, con thấy dưỡng Út Nguyên ăn. Cái con bắt trước ăn nó thơm quá trời luôn. Con mới ta ăn được á. Bây giờ đây con ăn quá chừng rau mới luôn á. Ở xứ con cũng có nữa mà không có ăn nên cái con không biết ăn luôn. Thì ở đây ha, ai cũng ăn cái mình tập ăn cứ biết quen. Ngon quá à. Đọt còn xuống cuốn á, ngon quá. Mày già. Thôi vậy được rồi. Tàu cuốn ra lá hết trơn mà. Tàn sát của chứ. Sung quá nè. Dạ tốt nè. Dạ hết rồi. Được cái cuốn nữa ha. Dạ. Ôi, cái sót nó nặng. Bữa anh bứt năm á tính bứng cho mẹ trồng mà. Cái chuối nó ngã. Dạ hết trơn. Chặt cái chuối. Dạ. Ôi đã. Cứ hứa vô trong cái không có đem cái dao theo. Xếp xếp cầm đây con cầm cho mẹ. Trời cái cây xài của bác chính nè, sao nhỏ 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 quá trời luôn mẹ. Nó ra được này rồi nó ra được kia. Cái cây này ra quanh năm luôn hả mẹ? Nhỏ nhỏ thấy thương chứ mà. Chỗ của bác là chín nó thấy lạ sủa quá trời. Cái này rau gì chị? Rau ngổ xin. Rau ngổ bên nhà bác chín trồng nè. À bữa rồi mẹ hái để trồng rồi dư để luộc hả? Đi xin này. Hồi chiều này mẹ mới mới hái nữa hả? Ừ. Rồi sẵn tới cái hái đủ thứ luôn. Dạ. Hái đậu cắt mà đậu cắt nay nó cao lên rồi nó hết non rồi phải mà bẻ ngang rồi nó lên nó mới non. Cái này chắc ăn bánh xèo quá, thấy mẹ hái rau quá chừng. Mẹ mới nhắc nhà Vinh nè, mẹ hái đọt nghệ nữa nè. Cái đọt nghệ này hôm bữa mẹ làm ngon quá chừng luôn.
ăn món cá gì quên rồi ta, cá đuối xào, cá đuối dạ. Rồi bên sáu cây xài đang trổ rần rần nữa nè Sơn, dạ. Mấy tính là ngày mai chưa bánh xèo. À, mình sẽ có món bánh xèo, còn không thì bánh khọt nha. Để coi chị Sơn Ca làm món gì. Cái này còn dư hả mẹ? Dư nè Sơn, rau ngổ dạ. Rồi mẹ qua bắt chín hai cái mà thấy mẹ hổm xinh ngò mà quên trọng chiếc queo à. Rồi bứng mới ngò nữa nè, ngò dai dạ. Quá chừng bến này nhóc bến. Rồi hái ngò về trồng nè. Bên sáu có cây xài đang trổ. Cái đợt nghệ này còn nhiều món ngon lắm. Hôm nào mình làm vài món cho bà con mình xem nha. Trộn với rau sống mình ăn cũng ngon. Dạ. Nấu cơm xong hả mẹ? Cái món này hồi mười mẹ ăn còn nè. Món gì vậy? Mắm cá lóc kho với mực rồi mẹ ăn với lợn. Cá lóc hả? Lợn xài nè. Dạ. Ăn nhiều mắm không tốt mẹ. Mặn. Mắm ngon hả? Ở nay mưa mặn ra đọt rồi hả? Đã không? Dạ. Nay nó ra bông lại rồi mẹ. Chuẩn bị có trái lại nè ha. Dạ thấy ra nụ nè. Dạ. Rau đủ thứ nó ngon. Sao không? Bữa nay đi học sao con? Vui. Vui hả? Bữa nay học được gì? Nói ba nghe. Nay học toán hay học viết? Học có cái nhỏ luôn. Lớn nhỏ hả? Lớn bé hả? Không. Cái sách là tiếng Việt có một cái là giống nhau nhưng mà một cái là nhỏ xíu. Cái đó là bài tập, còn cái sách mới là bài học. Sách bài tập với sách bài học hả? Giống lá quế hả mà thơm hơn mà. Cái bông thì giống quế dạ, mà cái lá cây nó khác. Thì giống húng cây. Dạ. Không biết thử thử. Nếu mà bà con mình có biết thì chia sẻ với Hoàng Sơn nha. Không biết cái cây này là cây gì mà có tác dụng gì. Thơm nghe nói cây thuốc á. Thơm lắm. Thơm hả? Thơm hơn cái mình xài cái mùi xả này thơm hơn nhiều luôn. Dạ. Nhưng mà mẹ hái về làm gì mẹ? Mẹ thấy nó lên cây lạ. Mẹ mới sao nó giống cây quế mà nó giống cây húng cây. Dạ. Lên hả? Nó lên trước á. Mày mới hỏi bác Năm bên đây hả, chị biết cây này cây gì không? Bà nói cây gì mà thơm dữ vậy, đừng nhổ dục nha, nó không có dục mà. Chị biết tên nó không? Có hồi nhỏ với nội á, là có trồng cây á tía nó cũng giống vậy mà giờ lâu quá rồi không có nhớ, tại hồi nhỏ mà. Dạ. Mà thường thường nội á, trồng khỉnh vậy nè, để nấu xong á, cái cắt lá xả với cắt này, lá ổi, lá bưởi rồi vô lặng nấu xong. Dạ. Mà bây giờ lâu quá rồi không có nhớ. Cái bông thì giống cái lá quế. Mà cái thân thì giống húng cây. Thì giống húng cây. Mà nó thơm quá, thơm mùi gì ta? Thơm mùi xả không? Mùi xả hả? Mình hỏi khán giả coi cái đúng rồi. Nghe giống mùi xả quá mẹ. Mà thơm dữ này chứ thấy thơm ít đâu. Sư ca chưa hửi thơm hả? Thơm chút bị cho con coi thử. Nè, bứt con cộng hửi đi rồi cho biết nó thơm. Bứt con cộng. Cái này con nhìn nó tự cây quế hả mẹ? Nó cây quế mà thấy nó lạ nè. Dạ. Cái mùi của nó lạ quá. Thơm dữ luôn. Mùi nó lạ quá. Nhưng mà trước giờ mẹ có thấy nó chưa? Mới thấy nè nè. Mới thấy thì không dám ăn à. Nguy hiểm. Nhưng mà hồi nhỏ thì hả mẹ biết cái cây á tía. Dạ. Mà hồi nhỏ xíu mà bây giờ mẹ không có gặp cây á tía nữa, không biết nó phải cây á tía không. Dạ. Tại thì nhỏ xíu mà. Nếu mà cả nhà mình có ai biết cây này chia sẻ với Hoàng Sơn nha. Nó có bày thuốc gì không? Tại mẹ thấy nó lạ lạ. Nó thơm, mà thơm cực kỳ luôn, thơm dạ. Xả. Thơm quá. Đừng có thử nha, đồ lạ. Chỉ hửi thôi. Bà để bà ngửi bà không ăn. Không quá. Thấy đồ lạ sợ. Bữa nay sao không có bữa cơm gì sao không? Nay ăn cá kèo nữa không? Nay chuyển qua cá riêu hồng này không? Bữa nào ăn thích cái đòi bà nội mua cho bằng được. Nay ăn ngán rồi không? Anh ơi, nay con ngán rồi nội ơi. Ủa? Cái đầu lá nó tuột ở trên xuống nè. Mưa, dòng. Cái kèo không nổi. Không nổi nè hả? Để tô nước mắm ra đi, lát nữa bỏ lá quế lên cá để chan vô đó. Nè, rồi, chị Sơn Ca cho một dĩa rau ngổ xào. Xào tỏi. Để mẹ bưng xưa. Dạ, con lấy cơm, mấy cái chén có mà. Em? Chén đồ ăn hả? Đồ ăn hả? Ừ.
Rồi cơm đi, đói bụng quá, bữa nay đi làm về trễ. Vừa bước ra khỏi công ty cái có khách đặt hàng phải quay trở vô. Làm quá giờ. Làm quá giờ có ai biết không? Bữa nay Sơn Hùng học được cái gì kể ba nghe với nè. Con học được biết được gì nè, học gì mới. Cái nào mà có chữ A, cái nào mà có âm O với lại âm O. Thì học chữ A, O, O. Thấy không? Với lại có chữ A. À, lúc đó con chưa có làm mà qua âm O với âm O luôn. Tại vì lúc đó con chưa có sách cái nhỏ. Con là bạn nhất hả không? Bạn đầu tiên hả? À, số 4 hả? Đang ngồi dưới chót đây. Trời ơi, Sơn Hùng ngay. Bữa con ngồi ở, mấy ngày đầu tiên là con ngồi ở bàn 3 nhưng mà cho xuống bàn 4. Chứ cao quá ngồi dưới. Cao quá nè. Sao mấy con lớp trưởng phải ngồi vậy? Với lớp trưởng ngồi bàn cuối, đặng mình nhắc nhở mấy bạn. Nhưng mà con phải làm gương phải không? Phải làm gương mẫu. Mình phải ngoan hơn. Ngoan, làm mẫu, chứ phải làm mẫu gì. Chứ con nói chuyện sao con nhắc bạn được. Lớp trưởng phải vậy đó. Con thấy bạn Khang ở trong lớp là con thấy cúi đầu xuống, không học cúi đầu xuống hoài. Nhưng mà con là phải học đó nghe, không có được ham chơi đó nghe. Sao Hùng chạy qua nó bơi dân quan cơm đi con. Chị Ba ăn cơm chưa? Rủ chị Ba ăn cơm luôn. Chị Ba ăn chắc ăn cơm rồi. Sao Hùng chạy đi kêu rồi. Rồi nó chạy lên lầu kêu chị Ba nữa kìa, tội nghiệp chưa. Lửa còn than đã quá ha. Này phải có nướng khô hết sảy ha. Có khô nhưng mà giờ mình phải ăn cơm. Tội nghiệp Sao Hùng quá. Kêu chị Ba có xuống không? Không. Sao vậy? Giờ này là người ta học bài rồi đó. Chị Ba học bài mà con ăn hả? Ừ, bây giờ con ăn xong rồi vô học bài. Con vô học bài thì mình học xong trước luôn rồi. Không á, anh chị học bài nhiều. Chị Ba với anh An là ăn trước rồi. Nhưng mà bữa nay ba gắn cho con cái đèn rồi, học đã lắm. Ngồi thử cái bàn luôn. Đúng rồi. À, cơm mà. Nữa con nhiều quá không đứng nhiều quá hả? Thôi, ăn cơm, ăn nhiều quá không được. Giờ xả. Ủa? Giờ xả hả? Về mẹ hỏi anh có không biết nữa. Anh nói chắc xíu mua. Đó là dồi xả chứ không phải nem nướng hả? Dồi có bầm xả. Dạ. Không, thơm. Này chắc bên bác cái cho. Cái này sao ít ớt. Chứ sao bầm xả ớt nhiều lắm. Dạ. Giống như lạc xưởng. Giống lạc xưởng không sao? Rửa cho Sơn Hùng nè. Đã quá ta, Sơn Hùng bữa nay thích cái này ha. Con ăn cơm ngon ạ. Sơn Hùng ơi, cho nó hay ngồi. Sơn Hùng xích qua nội. Rồi, chị ngồi đó đi. Sơn Hùng xích qua nội. Di chuyển địa hình phải không? Cái chiên ngon lắm không hả? Cái này ngon không? Đi ăn mua đâu chị? Ủa, rồi xả? Mua hả? Vậy tưởng ai cho? Anh đi mua anh đi cho. Tưởng đâu là bác bên mẹ chị Sơn Ca cho. Ở đây mời cả nhà mình ăn cơm nha. Cà phê chiên với rau ngổ. Rau ngổ xào. Cá điêu hồng coi. Ủa? Giống dữ vậy. Hai con này khi chiên lên rồi không biết. Nè ăn thử miếng mực đây. Mực thịt sáng. Thịt này này dành cho tôi. Cá hả? Ăn thử đi. Sáng này phải chấm gì? Cá chiên ngon. Đây nè chấm này nè. Này quan trọng nước mắm nè. Ăn được rồi không? Lấy cái ngọn em. Ngon á. Cái rau ngổ này nhớ hồi xưa mẹ đào cái vũng nhỏ nhỏ mà trồng. Nó ngập nước giống như lúa mà. Trồng với nước. Như rau muống vũng à. Cái này nó tự lên mình đâu có trồng nó hả mẹ? Trong chứ. Nó ngập chân nước giống như lúa vậy em. Chả nó có nước rồi trồng. Dạ, đánh dũng rồi trồng. Cơm đi.
Rồi đi. Ngoài đây luôn. Xích vô, xích vô, xích vô cho bây giờ nè. Thôi cá ngon quá. Học quá. Cá anh mua đâu ngon vậy? Anh Dũng mua được. Anh Dũng. Anh thử nghe. Ngồi xích qua nè. Con ngồi xích qua cho mấy hai ngồi con. Đó, rồi, được rồi. Vừa ăn trước cho ăn thử anh cả té ăn rồi té hai lần té ở đâu té ở mới đi học có 3 ngày té 2 lần rồi té trường hả thật kỹ nha mực để mẹ to mắm không mẹ té gần ăn được không té gần cái chỗ luôn ngon con mắm lóc hả con mắm lóc này nhá mắm đó, mực đó, ăn một sáng. Cho con mấy mắm. Đây, mặn bỏ ra. Đây, bỏ ra. Lấy cho. Ừ. Để mày lấy cho. Cái món giò xá này hay nấu cháo không? Cháo lọc hay không? Đúng rồi, đúng rồi. Mà này nướng hả? Chiên. Chiên hả? Hấp rồi. Hấp rồi lăn lại. Rồi làm giống lạp xưởng. Người ta cũng có xả cái đó đó, gia vị á, người ta cũng giòn cái thêm. Giòn cái lạp xưởng vậy đó. Cái món này khó làm không? Dễ, dễ chứ không khó. Nó mắc không à? Rẻ hơn lạp xưởng. Rẻ hơn lạp xưởng, tại vì không, cái này mỡ nhiều. Ừ. Ăn chôm cơm. Ăn rau không? Đập vui không chứ không? Vui không? Cô giáo khó không? Này lạp xưởng sướng lắm. Học từ bàn 3 cô cho xuống bàn 4. Chắc là lớn quá mà. Ngồi phía trước ăn mấy bạn. Già nhất lớp mà. Ừ. Biết thương ngồi bàn chót không? Để ngày 1 tháng 1 mà. Thương học bàn chót không? Sao quá. Hồi đó chị ngồi bàn chót. Bỏ văn. Bỏ văn ngồi bàn chót. Em vậy nè, nhỏ con ngồi bàn chót không? Em ngồi bàn bàn chót không? Phải bực. Cao quá. Bà cái trường hồng ha. Hồi xưa mẹ gọi bạn nào? Bạn chốt. Giống trường hồng nó gọi bạn bốn. Đây là thơm ha, ngậy ha. Ừ, ngon ha. Cái giò xả đó thường là khi người ta bằng heo người ta mới làm phải không ạ? Mình mua làm cũng được gì con? Ừ, là ngày xưa á. Là chưa có ruột mới làm. Ừ. Giờ mình mua có. Ba cái thịt chữ như thịt ngon. Thịt dùng. Nay đồ á. Ừ. Cái người ta bầm. Gia vị giòn vô. Tại con nhớ hồi xưa á, khi mà làm con heo để cho tiệc tùng rồi á. Ừ. Rồi cái có cách cho lòng. Dạ cái làm hết món lạp xưởng này dồi xả gì mà. Rồi mấy người mà bằng heo cực á, nấu nồi cháo lòng, thịt vụn rồi đó. Dồn bỏ vô. Dồn, dồn ý luộc. Ăn bãi. Để cho nhà ăn với hông. Cho mấy người mặn á. Dạ. Nữa hả con? Hồi xưa nghe cái đám là nó rộn, đám dữ luôn ha. Ừ. Cả xóm lại đấy, mặn heo rồi. Chính thích mặn. Rồi bắt đầu mặn nấu ăn. Chuẩn bị trước con heo mua hoặc là nuôi đã rồi. Sớm rồi đông nuôi. Còn giờ ra chợ mua mấy cái thịt cái xong. Em ru. Em ru. Nói mà mặn hả? 5-7 người mặn heo vẫn. Dạ. Rồi bắt đầu mấy ông nhậu. Ừ. Mấy ông mặn xong rồi phải đẩy cho mấy ông nhậu. Ông chế nước, hai ba ông ngoài chợ, hai ba ông đứng dòm. Rồi rửa thịt ra rồi bỏ ra nia mấy bà xúm lại thẻo ra mành. Đám dỗ hồi đó mẹ bầm lóc cốc lóc cốc. Bà ơi bầm rần rần. Đó cái ngày bầm làm giò xả nè, lạp xưởng này nè. Lạp xưởng thôi thôi. Bầm mắm. Bầm thịt dùng hôm qua. Bầm tỏi ớt. Bầm ống sầm đó. Ống tớt lên kem. Cá hai con. Bằng vịt đầu tiên ống sầm. Kêu quắc quắc ống sầm. Vịt gà heo nữa. Nhà nào mà bất thường thì mình gà dập, nhà nào khá thì mình heo, nhà nào giàu thì mình bò. Ở xứ mình ít có. Ở xứ mình có một hay nhà bằng bò hả? Ừ. Đám cưới là nuôi con bò
bắt qua đâu về á? Dạ, nuôi cút vậy. Xong rồi đó, còn cái đầu cá à, với mấy miếng dồi xả. Cái đó dồi xả nó mà như có cháo thì thả vô hết sảy rồi đó. Chứ ăn không thì không ngon ha. Cũng được chứ không ngon lắm. Dạ, có cháo lòng ngon. Bữa nay ăn cơm là rau ngổ, chủ yếu là rau ngổ, cá chiên. À, mẹ nói bữa nay là rau ngổ với cá chiên à, ăn cùng cả nhà mình ha. Rồi à, hôm nay Hoàng Sơn cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Tạm biệt chú. Rồi, cảm ơn sư Hùng. Chuẩn bị vô học bài nha. Rồi nghỉ xíu.